Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Sáu ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị học tập quán triệt các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng giờ trái đất. Đề xuất lập điểm phân phối thịt lợn an toàn. Trao sinh kế cho phụ nữ nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 29 tháng 3, tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị cán bộ học tập quán triệt các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cán bộ chủ chốt các sở ban ngành của tỉnh và các địa phương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 14 điểm cầu trong tỉnh. Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2018 là năm kỷ niệm 60 năm ra đời các tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2019 cũng là năm tròn 50 năm thực hiện di chúc và tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy, hội nghị này có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, là trách nhiệm sự trân trọng của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân ta đối với Bác Hồ kính yêu. Tác phẩm Đạo đức cách mạng và nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân là những chỉ dẫn quý báu về việc xây dựng nhân cách, phẩm chất và giá trị cao quý của người làm cách mạng, của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là những thông điệp về xây dựng một đảng cầm quyền, liêm chính, trong sạch, vững mạnh, trí tuệ và bản lĩnh ngang tầm nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Đặc biệt hơn, trước lúc ra đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di chúc thiêng liêng, kết tinh trong đó những điều cốt lõi về tư tưởng, đạo đức và phong cách của người. Đây được xem là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng, đồng thời cũng là tác phẩm nghệ thuật có giá trị của một danh nhân văn hóa lớn. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng, sự trân trọng của mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân ta đối với Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. Hội nghị được đồng chí Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, giới thiệu quán triệt phổ biến những nội dung cơ bản trong ba tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là tác phẩm Di chúc, Đạo đức cách mạng và Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Đối với tác phẩm Di chúc của Bác đã khẳng định giá trị tư tưởng và thực tiễn. Đây là sự tổng kết toàn bộ tinh thần tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền tảng kim chỉ nam cho sự phát triển cách mạng Việt Nam. Di chúc của Bác là chúc thư của một lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa trông rộng, một chiến sĩ cộng sản suốt đời yêu thương, trân trọng con người, phấn đấu hy sinh vì tự do hạnh phúc của con người. Tác phẩm đã định hướng cho toàn đảng, toàn dân ta đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng phát triển đất nước. Cũng trong tác phẩm Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đối với tác phẩm Đạo đức cách mạng, đồng chí Nhị Lê cho biết, sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi ở miền Bắc, nhân dân Việt Nam bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy những khó khăn phức tạp của chặng đường trước mắt, những bất cập hạn chế trong công tác cán bộ, nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân có thể gây phương hại to lớn cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta. Xuất phát từ thực tiễn ấy, tháng 12 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Đạo đức cách mạng. Tác phẩm ra đời mang ý nghĩa giáo dục to lớn trong công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Tác phẩm luôn mang giá trị lý luận và thực tiễn, tiếp tục mang tính thời sự đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo cho công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và là phương châm hành động tu dưỡng của mỗi cán bộ đảng viên hôm nay. Chúng ta càng thấy rõ các chỉ đạo về xây dựng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và có tính thời sự sâu sắc. Về tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ tình trạng suy thoái đạo đức lối sống, xa vào chủ nghĩa cá nhân của một bộ phận cán bộ đảng viên. Chỉ ra các tác hại là để làm cho tất cả cán bộ đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, là việc làm cần thiết để xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công. Nửa thế kỷ trôi qua, những vấn đề đặt ra trong thực trạng đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên, càng cho thấy ý nghĩa to lớn của tác phẩm.
Đây thực sự là một cuốn cẩm nang quý báu về công tác xây dựng Đảng nói chung, giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng nói riêng, đồng thời là tác phẩm có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hiện nay. Và thông qua việc học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cho cán bộ đảng viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa, những giá trị to lớn của tác phẩm, đồng thời nâng cao giá trị thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương, có những định hướng trong việc tiếp tục thực hiện di chúc và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều hôm qua 28 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức kỳ họp thứ 24 dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung sau: kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Kiều Văn Lân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà, nguyên Trưởng Công an huyện Lâm Hà. Đồng chí Kiều Văn Lân đã thiếu gương mẫu trong việc nhận khoán rừng vào đất lâm nghiệp không đúng đối tượng, chấp hành không nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản thu nhập, kê khai không đầy đủ, không đúng quy định. Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Kiều Văn Lân bằng hình thức khiển trách. Kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nêu rõ, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính Đảng cơ bản không đúng quy định, hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ, có một số hạn chế, khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục sửa chữa. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết Lâm Đồng vi phạm trong nhiệm kỳ 2010-2015. Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Lâm Hà. Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét bổ sung chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng giờ trái đất. Quý 1 tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Thưa quý vị và các bạn, Giờ Trái Đất là một sự kiện quốc tế hàng năm do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên World Wildlife Fund khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ. Ngày mai 30 tháng 3, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức meeting hưởng ứng chương trình Giờ Trái Đất năm 2019 nhằm tuyên truyền tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và vận động các đơn vị và hộ gia đình tham gia tắt điện từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối mai. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 với chủ đề Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất, chiến dịch Giờ Trái Đất đã thu hút đông đảo các tổ chức, đơn vị và người dân tham gia, qua đó góp phần không nhỏ trong việc nâng cao ý thức của cả cộng đồng trong việc sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Khách sạn King Hotel, một trong những khách sạn quy mô lớn tại phường 2 thành phố Đà Lạt với gần 100 phòng. Theo đại diện khách sạn King Hotel, để tiết kiệm nguồn năng lượng, ngoài việc chú trọng tuyên truyền cho cán bộ nhân viên và khách lưu trú tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, khách sạn còn đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời nhằm để tiết kiệm điện trong sử dụng nguồn nước nóng phục vụ nhu cầu kinh doanh. Ra thì cái vấn đề mà tiết kiệm năng lượng, đây là cái tiêu chí hàng đầu của các doanh nghiệp và cũng là của khách sạn King Hotel Đà Lạt của mình. Cái việc đưa vào sử dụng này là cũng đã được set up từ ban đầu luôn. Mình đang tiết kiệm được cái nguồn ánh sáng của mặt trời để mình sử dụng. Nó mang lại một cái lợi ích là vô cùng tiết kiệm cho doanh nghiệp. Cũng như khách sạn King Hotel, hiện nay có trên 70% hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Đà Lạt đều lắp đặt sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời. Ngoài ưu điểm lớn nhất là tiết kiệm gần 50% chi phí tiền điện, sử dụng năng lượng mặt trời còn góp phần tích cực trong chung tay bảo vệ nguồn năng lượng. Cũng hưởng ứng kêu gọi của ngành điện lực, nếu như mà chúng ta xài hệ thống là điện mặt trời này, năng lượng mặt trời này thì chúng ta không có xài cái hệ thống điện kia thì nó sẽ tiết kiệm. Cái thứ hai là nó cũng giảm được cái lượng điện của mà nhà nước phải sản xuất. Chúng ta cũng thấy là bây giờ cái lượng điện nếu mà chúng ta xài nhiều quá thì cái ngành điện nó cũng thiếu hụt. Bây giờ nếu mà tất cả ai cũng đầu tư cái hệ thống này thì mình cứ nghĩ là nó sẽ rất là tốt và tiết kiệm năng lượng cho quốc gia. Cùng với trên 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia trên thế giới, Giờ Trái Đất năm nay sẽ được diễn ra từ 20:30 đến 21:30 ngày 30 tháng 3 năm 2019 với chủ đề Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất.
nhằm kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bằng những hành động nhỏ, thiết thực để tiết kiệm nguồn năng lượng cũng như ứng phó với các yếu tố biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, góp phần bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia. Đối với sự kiện giờ trái đất năm 2019, công ty Điện lực Lâm Đồng thì cũng đã có những cái giải pháp phối hợp với lại các doanh nghiệp, các tổ chức thực hiện việc tiết kiệm điện, như là thay đổi cái thói quen sử dụng điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Hai thì chúng tôi đã có những cái chương trình hỗ trợ vận động khách hàng sử dụng bình năng lượng nước nóng thay thế cho cái bình đun điện, rồi thay thế toàn bộ cái đèn chiếu sáng hoa cúc trên địa bàn tỉnh. Đối với sự kiện giờ trái đất năm 2019, với cái thông điệp rằng là chúng ta sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả để góp phần cùng với ngành điện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời nữa là góp phần bảo vệ môi trường. Thực hiện cái chiến dịch giờ trái đất thì từ năm 2007 chúng ta đã tiết kiệm được là 4.000 kWh, thì đến nay chúng ta tiết kiệm được trên 7.000 kWh. Cái thứ hai nữa là cái hoạt động của Điện lực Lâm Đồng thì nó đi vào chiều sâu, ví dụ như là thông qua các cái hoạt động với khách hàng, rồi các cái chương trình ví dụ như tiết kiệm điện ở hộ gia đình, ở làng xã để nâng cao nhận thức. Còn đối với các doanh nghiệp thì người ta có rất là có ý thức trong cái việc là tiết kiệm điện cũng như hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất. Tôi nghĩ là với sự chuẩn bị tốt và có sự hưởng ứng và vào cuộc rất là tích cực của các sở ngành địa phương cũng như là người dân, thì tôi kỳ vọng là năm nay cái việc mà hưởng ứng giờ trái đất nó sẽ tăng lên. Được khởi xướng từ năm 2007 bởi Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, chiến dịch giờ trái đất nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về chống biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Theo thống kê, chỉ trong một giờ tắt điện, hưởng ứng giờ trái đất, Việt Nam đã tiết kiệm được hàng triệu kWh điện mỗi năm. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, chiến dịch giờ trái đất đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của cả cộng đồng, với mục tiêu hướng đến là nâng cao ý thức của cả cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Trở lại với phần tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt quyết định phân bổ cho huyện Đạo Oai 17 tỷ đồng xây dựng quảng trường trung tâm huyện. Theo đó, công trình có tổng diện tích 2 hectare do Trung tâm Quản lý Công trình Công cộng huyện Đạo Oai làm chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn Diệu Hương thi công. Quảng trường trung tâm huyện gồm các hạng mục sân khấu, vườn hoa, cây xanh, khu đi bộ, đường giao thông xung quanh, thời gian thi công trong 2 năm. Việc đầu tư xây dựng quảng trường huyện Đạo Oai sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi cho thanh thiếu niên cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ở địa phương. Theo đánh giá của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tình hình trật tự an toàn giao thông quý 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Theo đó, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm 31 người chết, 25 người bị thương. Trong đó có 11 vụ va chạm giao thông làm 11 người bị thương. Tai nạn giao thông ít nghiêm trọng xảy ra 3 vụ, tai nạn nghiêm trọng 24 vụ, 24 người chết, đặc biệt nghiêm trọng 1 vụ. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 9 vụ, 2 người chết và giảm 8 người bị thương. Đánh giá chung của ngành chức năng, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra chủ yếu trên các tuyến đường huyện, các tuyến đường tỉnh và các tuyến nội thành, nội thị. Với các nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện vi phạm đi sai làn đường, phần đường, không nhường đường, thiết bị không đảm bảo an toàn và các nguyên nhân khác. Trong thời gian tới, Ban An toàn Giao thông tỉnh, các ngành liên quan tiếp tục tập trung thanh kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự vận tải trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực cho công tác tuần tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp, các ngành và toàn dân, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí trong năm 2019. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Trong những năm qua, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt luôn chú trọng ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Các dịch vụ triển khai khác như an toàn bức xạ, phân tích đã trực tiếp hỗ trợ cho gần 500 cơ sở bức xạ, 134 cơ sở sản xuất, trong đó có 10 công ty FDI, 20 cơ sở sản xuất Việt Gáp. Viện cũng đã liên doanh liên kết với 6 công ty để đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm về dược chất phóng xạ. Olysic, Nanobac, Trichoderma, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và các giống cây trồng. Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu điều chế các dược chất phóng xạ IOT 131 và Phosphor 32 ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị quy học hạt nhân được công nhận là 2 trong số 73 công trình giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ, được công bố trong sách vàng Việt Nam năm 2018.
thực hiện đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030. Chiều ngày 29 tháng 3, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng đã tổ chức báo cáo kết quả thực hiện công trình sưu tầm, chỉnh lý, hệ thống hóa dân ca và phục dựng không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Chu Ru, huyện Đơn Dương. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Vũ Hoàng, người trực tiếp thực hiện công trình nghiên cứu, đã báo cáo quá trình thực hiện công trình nghiên cứu. Theo đó, sau 4 tháng điền giả xây dựng kịch bản, gặp gỡ các nhà nghiên cứu và phục dựng, nhóm nghiên cứu đã hệ thống tập hợp được 15 bài dân ca Chu Ru và đã tiến hành thực hiện một bản ký âm và một CD cho 15 bài dân ca này. Bên cạnh đó đã phục dựng và ghi hình lễ hội Tơ Gum Bo Tôm, nghĩa là lễ hội đoàn tụ của người Chu Ru được tổ chức 3 năm một lần. Sau công trình này, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tiến hành sưu tầm, phục dựng không gian văn hóa của các dân tộc bản địa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sáng ngày 29 tháng 3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Lâm Đồng tổ chức trao thưởng chương trình khuyến mại Niềm vui bất tận xế hợp du xuân dành cho các khách hàng sử dụng dịch vụ tại các điểm giao dịch của ngân hàng trên địa bàn. Theo đó, tại chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm, dự thưởng khuyến mại, niềm vui bất tận, xế hợp, du xuân, được Agribank chi nhánh Lâm Đồng quay số vào ngày 18 tháng 3 năm 2019. Khách hàng Đinh Thị Minh Tân, chi nhánh Đà Lạt là khách hàng may mắn khi trúng thưởng giải đặc biệt là một chiếc xe Mazda 2 dòng sedan trị giá 517 triệu đồng. Khách hàng Nguyễn Tuấn Mạnh, chi nhánh huyện Lâm Hà trúng giải nhất với một chiếc xe SH trị giá trên 89 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hai giải nhất là hai chiếc Airblade, mỗi chiếc trị giá trên 45 triệu đồng. Năm giải ba, mỗi giải là một TV Samsung 55 inch trị giá trên 18 triệu đồng cho các khách hàng may mắn trúng thưởng. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: GDP quý 1 tăng 6,79%. Đề xuất lập điểm phân phối thịt lợn an toàn. Sáng 29 tháng 3, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố báo cáo về tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2019. Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước quý 1 đạt mức tăng trưởng khá là 6,79%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong vòng 3 năm 2017 đến 2019, ở mức 2,63% so với cùng kỳ năm ngoái. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện với số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, đạt 28.451 doanh nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần ở mức lần lượt là 2,17% và 1,21%, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, năng lực sản xuất của nền kinh tế được mở rộng, tạo đà cho kinh tế nước ta phát triển trong các quý tiếp theo. Trước thực tế, giá lợn hơi đang giảm mạnh, các doanh nghiệp sản xuất chăn nuôi lợn đã đề xuất thành lập các địa điểm phân phối thịt lợn an toàn ở siêu thị, điểm bán lẻ để kích thích tiêu dùng. Đại diện các doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng, việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi là quá trình lâu dài, không thể một sớm một chiều, nên đề xuất thành lập các địa điểm phân phối thịt lợn an toàn ở siêu thị, điểm bán lẻ, nhất là khu vực nông thôn, để kích thích tiêu dùng. Trong 20 ngày đầu tháng 3 này, giá lợn hơi tại miền Bắc dao động từ 34 đến 35.000 đồng một ký. Giá lợn tại công ty chăn nuôi lớn dao động trong khoảng 34.000 đồng đến 36.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá dao động trong mức từ 32 đến 41.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi trong ngưỡng 39.000 đồng đến 45.000 đồng một ký. Ở nhiều nơi, lượng thịt lợn tiêu thụ đã giảm 50% so với bình thường. Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần 2 năm, anh Nguyễn Anh Duy ở thôn Phú Châu, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành mang giống chuối đắc ca đỏ có nguồn gốc từ Australia về trồng thử trong vườn nhà. Sau 1 năm rưỡi, vườn chuối của anh Duy đã cho thu hoạch lứa đầu tiên. Tuy mỗi buồng chỉ có từ 4 đến 6 nải, nhưng nhờ giá trị dinh dưỡng cao cùng màu sắc bắt mắt, có thể dùng bày mâm ngũ quả rất đẹp nên giá bán cao gấp nhiều lần so với chuối ta. Việc cây chuối đắc ca đỏ bén rễ trên vùng đất Gò Đồi, Nghĩa Hành mở ra hướng đi mới trong việc đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Vườn chuối đắc ca của anh Nguyễn Anh Duy, thôn Phú Châu, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành đang trong thời kỳ già quả. Chủ nhân vườn chuối đang tập trung chăm sóc để kịp bán trong dịp Tết Đoan Ngọ. Loại chuối này có đặc điểm kích thước khá giống với chuối ta, chỉ khác là quả có màu đỏ, trông rất bắt mắt.
Ngoài giá trị dinh dưỡng cao khiến nhiều người thích ăn thì chuối đỏ có thể dùng bày mâm ngũ quả rất đẹp. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều người dân địa phương tìm đến anh hỏi mua. Ngày thường anh bán mỗi nải 50.000 đồng, còn ngày Tết thì giá cao gấp nhiều lần. Em nhập giống về người ta cái phôi, hiện giờ thì trên thị trường nó chưa có cái cây giống mà trực tiếp cây giống con mình ra, chỉ là cái gieo hột và cây mua. Chứ còn nó chưa có cây con ra, tới đây là em là nhân giống cái cây, đem cây mua về em trồng và nó đã ra giống cây con. Thì nói chung là trên thị trường là nó chưa có thông dụng, và những người ấy thì em bón một nẻ nó là 50 ngàn. Còn vào vườn ngày lễ Tết chờ đó, thì bón về người ta để mà trưng đơm quả tử tổ tiên, hay là để người ta thì có 200 ngàn nẻ. Với diện tích 2,7 hectare đất đồi, gần quanh năm thiếu nước, anh Duy đã trồng thử nghiệm rất nhiều loại cây, nhưng cuối cùng chuối đắc ca là phù hợp nhất. Đến thời điểm này, trong vườn anh Duy có hơn 50 bụi chuối đắc ca. Hiện đã có 2 hộ nông dân khác trong thôn liên kết với anh xây dựng tổ hợp tác trồng cây chuối đắc ca đỏ. Ngoài bán chuối quả, anh Duy còn cung cấp chuối giống và hỗ trợ kỹ thuật trồng chuối cho bà con trong vùng. Anh Duy anh cũng đã đem về cái chuối cây mô và bước đầu cũng đã thấy có hiệu quả. Thì trên cơ sở đó để nhân rộng ra thì một mặt thì chú anh Duy với anh Hùng này là nhân rộng trong vườn đầu này, rồi một mặt tạo điều kiện nhân giống cho bà con xung quanh để tạo ra cái thương hiệu riêng cho cái chuối đỏ của vùng mình. Mô hình trồng cây chuối đắc ca đỏ của anh Duy ở thôn Phú Châu, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành bước đầu đã mang lại hiệu quả, mở ra hướng đi mới cho người nông dân ở những vùng đất gò đồi bạc màu sản xuất và nâng cao thu nhập. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần có sự hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Có như vậy, mô hình trồng chuối đắc ca đỏ ở xã Hành Đức mới thực sự hiệu quả lâu dài. Tại Đà Nẵng đã xảy ra tình trạng vỡ trận tiêm vaccine dịch vụ do nhu cầu của người dân quá lớn, khiến cho điểm tiêm chủng phải tạm đóng cửa. Hiện các điểm tiêm chủng dịch vụ này đã hoạt động trở lại. Sau sự cố vỡ trận khiến điểm tiêm chủng vaccine dịch vụ thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng phải tạm dừng sáng nay, thì theo ghi nhận, hiện điểm tiêm chủng này đã hoạt động trở lại bình thường. Trong buổi chiều hôm nay, Trung tâm đã tiến hành tiêm chủng cho 180 trẻ, có số thứ tự đã đăng ký từ sáng và một số đã lấy số thứ tự từ chiều hôm trước. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, hiện số lượng vaccine dịch vụ tạm thời bị gián đoạn do nhu cầu tăng đột biến. Để tránh tình trạng quá tải, Trung tâm sẽ phối hợp cùng đơn vị cung cấp dịch vụ hướng dẫn người dân đặt lịch tiêm chủng trực tuyến. Sẽ có một cái hệ thống để nó gửi tin nhắn tự động, thì điều đó tôi nghĩ nó vừa mang cái tính khách quan mà nó sẽ giảm tải được nhiều cái vấn đề. Người dân cũng không cần phải là tới đây chen lấn hay là xếp hàng từ sáng sớm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân không nên dồn về điểm tiêm chủng dịch vụ quá nhiều, vì nguồn cung ứng vaccine tại địa phương theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia vẫn đáp ứng đủ yêu cầu theo kế hoạch. Tình trạng xe khách vi phạm pháp luật về giao thông vẫn diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Trong đó, rất nhiều trường hợp xe khách hết niên hạn sử dụng, quá thời hạn đăng kiểm vẫn hoạt động, đã làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông và tai nạn giao thông. Để ngăn ngừa tình trạng vi phạm này, các lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra, xử phạt, đặc biệt trong dịp chuẩn bị cho các đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới đây. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, sáng ngày 28 tháng 3, lực lượng liên ngành của thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra hàng chục xe khách lưu thông trên quốc lộ 1, khu vực ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức và phát hiện ra một loạt lỗi vi phạm của nhiều xe. Từ hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm đến việc tự ý thay đổi kết cấu xe như tháo lắp giường ghế, khung gầm. Lực lượng chức năng đã xử phạt tiền theo quy định, đồng thời tước kiểm định trong 2 tháng đối với xe vi phạm. Cái này xe nhận của công ty về sẽ báo cáo công ty để khắc phục lại. Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có việc xe khách vi phạm pháp luật trong hoạt động. Không ít trường hợp vi phạm là xe quá đát, tức hết hạn sử dụng, vẫn mặc nhiên hoạt động chở khách. Lực lượng liên ngành của thành phố Hồ Chí Minh gồm cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và trung tâm đăng kiểm đang tăng cường kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm để đảm bảo trật tự giao thông, ngăn ngừa tai nạn giao thông. Trong công tác kiểm tra xử lý, ngoài trường hợp là coi như lập biên bản xử lý vi phạm chính, đồng thời buộc đơn vị quản lý kinh doanh vận tải phải đến cơ quan đăng kiểm và đăng kiểm lại phương tiện cho đến khi đạt yêu cầu mới đưa vào tham gia giao thông. Việc kiểm tra thường xuyên liên tục các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, niên hạn sử dụng, đăng kiểm, thay đổi kết cấu xe khách
không chỉ giúp phòng ngừa tai nạn mà còn giúp nâng cao ý thức đảm bảo an toàn giao thông nơi nhà xe, tài xế lẫn khách hàng đi xe. Đi làm trước trong thời gian hơi nghe rục rịch cái gì đi làm chứ đâu có đợi tới mà ngày đăng kiểm mà xách xe đi. Để đảm bảo an toàn giao thông mà đi trên đường chứ bảo vệ tính mạng của người ta chứ. Xe không cũ kỹ thì không có chất lượng thì khách hàng luôn luôn nào cũng sẽ không chuộng à. Tất nhiên em hàng ưu tiên hàng đầu là phải xe chất lượng và an toàn. Chỉ còn vài tuần nữa là đến các đợt nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 với nhiều ngày nghỉ lễ. Nhu cầu đi lại bằng xe khách của người dân sẽ tăng cao so với ngày thường. Đây cũng chính là thời điểm tai nạn giao thông gia tăng. Do vậy, việc tăng cường kiểm tra xe khách sẽ giúp người dân có những chuyến xe an toàn trong các dịp lễ sắp tới. Thông tin cuối của bản tin tối nay. Trao sinh kế cho phụ nữ nông thôn góp phần nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo ở Lâm Đồng. Ở nông thôn, làm ruộng, canh tác trên nương rẫy là công việc thường ngày của các nông hộ. Tuy nhiên, đối với những gia đình không đủ đất canh tác, thì một số thành viên, đặc biệt là người phụ nữ, thường đến những nơi khác để làm thuê, làm công nhân để trang trải cho sinh hoạt hàng ngày. Để giữ chân lao động địa phương, giải quyết thu nhập lúc nông nhàn cho phụ nữ nông thôn, hỗ trợ phụ nữ nghèo, nhiều mô hình đã được triển khai. Trong đó, việc trao phương pháp sinh kế cho người phụ nữ để họ tự vươn lên bằng tự sức mình, phát triển kinh tế gia đình đã mang lại nhiều hiệu quả tại những vùng nông thôn của tỉnh Lâm Đồng. Nhận được đơn hàng mới, các chị em tổ may mặc gia công lại tập trung tại nhà của một thành viên tại xã Đà Kho, huyện Đạ Tẻ. Người cắt, người may, người kiểm tra thành phẩm cuối cùng và sắp xếp sản phẩm. Trong tiếng máy may, đều đều là tiếng nói, tiếng cười, tiếng kể chuyện của các chị về việc nhà, việc đồng áng. Với hơn 20 thành viên, tổ may mặc gia công không chỉ giúp các chị có thêm thu nhập lúc nông nhàn mà còn trang bị thêm kỹ năng về cắt may quần áo, đáp ứng tiêu chuẩn của các đơn hàng xuất đi các thành phố lớn trong nước. Với phụ nữ nông thôn thì cái việc làm này rất là có ý nghĩa. Tại vì nông thôn thì người ta chủ yếu là làm nông, cái thu nhập là rất là thấp và là nó là bấp bênh. Mà cái thời gian nhàn rỗi thì rất là nhiều. Vì vậy mà giờ để mà cái thời gian nhàn rỗi đó thì mình tận dụng được thì mình làm vào cái công việc này để thêm cái thu nhập. Làm ruộng, làm rẫy thì nói chung là mình chỉ tranh thủ thời gian thôi. Vì con cái, nhiều chị có con nhỏ nên mình cũng tranh thủ thời gian để làm thêm, phụ thêm trong gia đình vậy đó. Hàng này thì nó làm quanh năm nên thu nhập bình quân một tháng thì chắc cũng được từ 3 đến 5 triệu. Nói chung là nó cũng tùy theo hàng nữa. Bên cạnh tổ may mặc gia công thì tổ hợp tác gia công len tại xã Đà Kho, huyện Đạ Tẻ cũng là một trong những mô hình thu hút và tập hợp được những phụ nữ nông thôn lúc nông nhàn. Tại đây, những bộ phận của một chiếc áo len sẽ được chuyển đến từ các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua quá trình lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh, những chiếc áo len này sẽ được kiểm tra và chuyển đến các doanh nghiệp để xuất khẩu. Đối với những chị em có nhu cầu gia công sản phẩm tại nhà sẽ được tổ hợp tác hỗ trợ về máy móc. Với thu nhập từ 3 đến 10 triệu đồng một tháng, công việc nhẹ nhàng, lúc rảnh rỗi đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho hội viên phụ nữ vùng nông thôn Đà Kho này. Mình làm ở dưới thành phố đó, quen mấy chị em ở dưới đấy cũng kiểu cũng gia công đó. Thế mình lấy hàng về làm dần dần là quen, nói chung là do mình công việc của mình á, mình quen dần dần là liên hệ được với lại công ty, thế là trực tiếp là lấy trên công ty. Cái này thì nó khó, thì không phải là khó mà nó hơi tỉ mẩn. Nếu như mà mình yêu nghề thì nhanh ý một tí thì học cũng nhanh thôi. Đây là cái xu thế mới mà chị em phụ nữ của nông thôn này đang tìm tòi, đang hướng đến. Và Hội Phụ Nữ huyện thì cũng mong muốn là trong thời gian tới sẽ phát triển thêm những cái tổ liên kết như thế này đến các xã thị trấn. Để cho cái phụ nữ nông thôn nó là có việc làm ổn định hơn. Phụ nữ dù ở thành thị hay nông thôn đều đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, xây dựng gia đình hạnh phúc. Giải quyết việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn không chỉ giúp họ có thêm thu nhập cho gia đình và giữ chân lao động nữ, mà còn góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, tiến bộ, văn minh tại những vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.